chương 791, Cường Đại truy giáp thánh vệ. Lữ Thiếu Khanh mục tiêu chính là bị hắn cho rằng là truy giáp thánh vệ đội trưởng. Là chi này trung đội hạch tâm trung tâm. Mặt quân ngồi trên thân kiếm, cả người hưng phấn không thôi, đằng đằng sát khí hắn tự hồ đang kêu, vô khâu cùng một chỗ chém người. Một đạo kiếm quang như là một chi ám tiễn bắn ra, lặng yên không tiếng động xuyên thấu hư không, mang theo sát cơ trí mạng thẳng đến truy giáp thánh vệ đội trưởng. Lữ Thiếu Khanh thời cơ xuất thủ tà nhẫn xảo trá, các loại đến truy giáp thánh vệ bên này kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn đã không cách nào tránh né. Tên kia đội trưởng đối mặt đột kích kiếm quang, không chút hoang mang, cũng không tiến hành tránh né. Hắn cứ thế mà ăn lữ thiếu khanh cái này một kiếm. Bành. Kiếm quang rơi xuống, quang mang bùng lên, kiếm y tứ ngược. Nhưng mà đợi đến kiếm quang tán đi, lữ thiếu khanh ngây dại. Miễn cưỡng ăn hắn một kiếm tuy giáp thánh vệ đội trưởng chỉ là trên mặt có mấy phần tái nhật bên ngoài, không còn hắn thương bất quá nhìn thấy đội trưởng trong tay rơi xuống một cái pháp khí hài cốt lữ thiếu khanh trong lòng xem như thăng bằng một chút không phải vậy hắn thật muốn hoài nghi nhân sinh. Dựa vào bảo mệnh pháp khí cùng công pháp của bọn hắn phối hợp, miễn cưỡng ăn Lữ Thiếu Khanh một kiếm. Cứ việc Lữ Thiếu Khanh không phải toàn lực xuất thủ, nhưng là, vẫn là uy lực vẫn như cũ rất kinh người. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, kết đang hậu kỳ, có thể ngăn cản được Nguyên Anh Trung Kỳ một kích, quá mức. Ta sư huynh cũng làm không được đây. Mặt quân nhảy đến Lữ Thiếu Khanh trước mặt, quơ tay kêu gào, lão đại, tiếp tục chém hắn. Ta muốn cùng vô khâu chém chết bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh gãy một cái đầu của nó, đưa nó bắn bay, ồn ào quá, cho ta hảo hảo đợi. Lữ Thiếu Khanh không có tiếp tục tiến công, mà là cầm trong tay mặt quân kiếm tiếp tục ở bên cạnh áp trận, tiếp tục tìm kiếm cơ hội. Lữ Thiếu Khanh cử động nhường truy giáp thánh vệ áp lực đại tăng. Đặc biệt là truy giáp thánh vệ đội trưởng, này lại đã ở trong lòng không ngừng kêu khổ. Nhiệm vụ của bọn hắn tới đây là ngăn chặn hai cá nhân tộc gian tế đào vong, làm cho bọn hắn cùng thánh địa đệ tử quyết đấu. Vốn cho rằng xuất động bọn hắn một cái đại đội đã đầy đủ, chỉ là nhân tộc gian tế mà thôi, liền xem như nguyên anh lại như thế nào. Thánh tộc người lực lượng thiên sinh mạnh hơn nhân tộc, chỉ có hai cái nhân tộc gian tế, xúc động một cái đại đội truy giáp thánh vệ, quả thực là giết gà dùng đao mổ trâu. Là gặp được Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn về sau, truy giáp thánh vệ trong mắt chỉ có kế ngôn, bọn hắn không có đem cười lên rất tiện Lữ Thiếu Khanh để vào mắt. Sau khi Lữ Thiếu Khanh xuất thủ về sau, truy giáp thánh vệ đội trưởng mới biết mình coi thường Lữ Thiếu Khanh nếu như không phải trong tay tứ phẩm pháp khí làm sụp đổ hỏng đại giới ngăn cản xuống đại bộ phận uy lực về sau hắn thật đúng là gánh không được lữ thiếu khanh cái này một kiếm tuy giáp thánh vệ tu luyện công pháp cùng trận hình có thể đem lực lượng của địch nhân phân hóa ngăn cản nếu như lực lượng vượt qua một cái độ bọn hắn đồng dạng ngăn cản không nổi vừa rồi một kiếm nhưng hắn biết rõ lữ thiếu khanh thực lực bởi như vậy bọn hắn cũng không thể không đem một bộ phận lực chú y đặt ở lữ thiếu khanh trên thân phòng bị lữ thiếu khanh lần nữa đột nhiên đánh lén Tuy giáp thánh vệ đội trưởng hét lớn một tiếng, tiếp lấy đội ngũ cải biến trận hình, tạo thành một cái cùng loại hình tròn trận hình, bọn hắn khai thác thủ thế. Kế ngôn xuất liên tục mấy kiếm cũng bị bọn hắn nhẹ nhõm hóa giải, hình tròn trận pháp như là mai rùa đồng dạng nhường sức phòng ngự của bọn họ tăng thêm một bước. Lữ thiếu khanh thấy thế, tính toán một cái thời gian, bọn hắn ở chỗ này đã vượt qua một canh giờ. Tuy binh sau lưng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Lữ thiếu khanh đối kế ngôn quát, tranh thủ thời gian A, đừng tìm bọn hắn chơi, giết chết bọn hắn. Tuy giáp thánh vệ sau khi nghe được, giận tím mặt, bọn hắn khí tức thậm chí bởi vì câu nói này tăng vọt mấy phần. Chơi. Đánh lâu không xong, còn nói là tại cùng nhóm chúng ta chơi. Nhóm chúng ta thế nhưng là tinh nhuệ nhất tuy giáp thánh vệ, thật sự cho rằng có thế nhẹ nhõm đánh bại nhóm chúng ta sao? Tuy giáp thánh vệ đội trưởng lạnh lùng nói, coi như hai người các ngươi liên thủ, cũng không có khả năng đánh bại nhóm chúng ta. Đánh không lại các ngươi, nhưng ngăn chặn các ngươi, nhóm chúng ta còn có thể làm được. Nếu như ngay cả điểm này cũng làm không được, nhóm chúng ta coi như cái rắm truy giáp thánh vệ. Lữ thiếu khanh trường kiếm chỉ phía xa, hướng về phía đội trưởng hô, ngươi có gan ra cùng ta đơn đấu. Ta chấp ngươi một tay. Đội lấy chỉ là truy giáp thánh vệ cười lạnh. Lữ thiếu khanh tựa hồ bị tức đến giận tím mặt, hướng về phía kế ngôn gầm thét, còn không tranh thủ thời gian xuất thủ. Truy giáp thánh vệ đội trưởng trong lòng hài lòng, tức giận đến đã mất đi phương thốn, đối bi hiếp của bọn hắn cũng liền càng nhỏ hơn. Kế ngôn lần nữa xuất thủ, nhìn xem kia ngập trời kiếm quang, kinh khủng kiếm y. Tuy giáp thánh vệ đội trưởng nhịn không được trong lòng cảm thán, yêu nghiệt như thế coi là thật hiếm thấy. Bất quá, công kích như vậy vẫn là không làm gì được nhóm chúng ta. Lần này công kích, bọn hắn vẫn như cũ ngăn cản xuống tới, mà cái này thời điểm, lại có một đạo kiếm quang đánh tới. Ngây thơ, coi là dạng này liền có thể làm gì được nhóm chúng ta sao? Đã sớm tại phòng bị ngươi. Tuy giáp thánh vệ đội trưởng trong lòng cười lạnh, cảm giác được đột kích vi lực không lớn, hắn lại một lần nữa lựa chọn ngành kháng lần này hắn liền phát khí đều không cần ngăn cản xuống tới về sau phát hiện uy lực của nó không bằng vừa rồi một kích hắn trực tiếp cười ra tiếng ha sau một khắc hắn không cười nổi tiếng một cổ cường đại thần thức bao phủ hắn như là một cái phong mang ngươi lợi kiếm xuyên thẳng đầu của hắn tuy giáp thánh vệ đội trưởng trên mặt biểu lộ ngưng kết tiếng cười im bặt mà dừng đón lấy hắn ông đầu thê lương gầm rú bắt đầu a à. chung quanh tuy giáp thánh vệ kinh hải trận hình không thể tránh khỏi xuất hiện hỗn loạn thánh tộc người bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân trải qua mấy ngàn năm diễn hóa dáng dấp hình thể khỏe mạnh người cao ngựa lớn am hiểu nhục thân tu luyện tinh thần của bọn hắn lại là yếu hạn lại thêm thiếu khuyết tương ứng đầy đủ công pháp lữ thiếu khanh thần thức chất cường đại so với hóa thần cũng không thua bao nhiêu cùng cảnh giới bên trong không ai có thể ngăn cản được hắn thần thức công kích chớ nói chi là chỉ là kết đan kỳ truy giáp thánh vệ dù là hắn là đội trưởng hắn cũng là một cái kết đan kỳ có là so thần thức thấp một cấp linh thức căn bản không có lực lượng chống lại lửa thiếu khanh thần thức công kích chỉ là kêu thảm hai tiếng liền chậm rãi ngã xuống hắn hai mắt trắng bệt thức hải bị phá hư sinh ra đau đớn nhường hắn ngất đi mà lại coi như tỉnh lại hắn cũng sẽ trở thành một kẻ ngu ngốc đông đảo truy giáp thánh vệ nhau nhau kinh hải trận hình đại loạn nhưng là bọn hắn dù sao cũng là tinh nhuệ lập tức có người đứng ra hét lớn ổn định hét lớn một tiếng đinh tai nhức óc nhưng hốt hoảng những người khác kịp thời ổn định lại nhưng là sau một khắc, lại là một cổ cường đại thần thức bao phủ mà tới. Đứng ra người kia cũng kêu thảm ngã xuống. Thừa dịp hỗn loạn, Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng xuất thủ, cường đại kiếm y bộc phát, đem tất cả truy giáp thánh vệ đều bao phủ. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo giết ra chương đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 792, bọn hắn chính là hai cái con chuột. Nhìn xem ngã xuống truy giáp thánh vệ, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra, vuốt một cái cái tráng. Hô, mệt chết ta. Kế ngôn kinh bỉ, ngươi còn ra hãng. Ra cái lông ngỗng, Lữ Thiếu Khanh mắng to, còn nói cao thủ đây, cuối cùng còn không phải ta xuất thủ. Kế ngôn nhìn xem trên mặt đất không có chút nào khí tức truy giáp thánh vệ, thần sắc có mấy phần ngưng trọng, nếu để cho bọn hắn đến 13 châu, vô địch. Một cái đại đội, 50 cái kết đan kỳ tu sĩ, kết trận mà chiến, lại có thể chống đỡ được hắn tiến công, đủ để nhìn ra được bọn hắn kinh khủng. Nhưng bọn hắn đến 13 châu, những cái kia phổ thông nhân tộc tu sĩ căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Năm bè bảy mảng, Người tới lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Lại nhiều con cừu cũng là không chiến thắng được hung ác đàn sói. Lữ Thiếu Khanh kinh bỉ, mắt mớ gì tới ngươi rồi? Trời sập, có người cao treo lên. Trung Châu chỗ ấy nhiều nhất người cao, sợ cái rắm. Đương nhiên, Lữ Thiếu Khanh đối với truy giáp thánh vệ thực lực cũng là biểu thị khẳng định, có thể trì hoãn hai người chúng ta lâu như vậy, cũng coi như có tiền đồ. Chết trên tay ta cũng không tính oan uổng, xuống dưới gặp Diêm Vương cũng có khoác lác vốn liếng. Lời này làm sao nghe đều là đang nổ chính mình. Lữ Thiếu Khanh nói khoát vài câu, liền tiếp theo xuất phát, cự ly tuyệt phách liệt uyên còn có nửa ngày cự ly, ly nải nải, thánh sơn thật to lớn. Loan gia, kiếm gia cùng thôi gia ba người nhà trước sau không sai biệt lắm cùng một chỗ đi đường, nhiều người nhất là thôi gia, thôi chương minh cầm đầu, mang theo bốn năm mươi người, tiếp theo đến kiếm gia, nhân số hơn ba mươi người, ít nhất thì là loan gia, bọn hắn chỉ là phái tới đệ tử trẻ tuổi, cùng thôi chương minh, kiếm ngũ cùng thế hệ người không có tới. Ba nhà một chút quan hệ hơi tốt đệ tử tự thành một đội đi theo đại quân đợi đằng sau trong đó liền bao quát loan gia loan tinh duyệt loan hy kiếm gia kiếm lan thôi gia thôi thanh bọn người loan hy lần này đi lên loan gia dự định cũng là thừa cơ tu luyện một đoạn thời gian tăng lên thực lực mình gặp loại sự tình này nhưng hắn hưng phấn đến thân thể run rẩy vốn cho rằng báo thù ngày xa xa khó vời không nghĩ tới kế ngôn lại là nhân tộc gian tế bởi như vậy hắn có thể danh chính ngôn thuận đi theo đại quân đợi đến vây quét kế ngôn thậm chí giết chết kế ngôn đối với hắn mà nói giết chết kế ngôn so với ban thưởng càng thêm nhường hắn có xúc động. Kế ngôn đánh bại hắn, thù này hắn nhất định phải báo. Nhìn xem ba người nhà ngựa mênh mông đung đưa, khí thế tận trời, sau lưng còn đi theo một chút những người khác, truy sát đội ngũ nhân số đã siêu gần 140 người. Tất cả đều là kết đăng kỳ trở lên, nguyên anh kỳ có mấy cái, loại thực lực này, tại hàng tinh bên trên, đủ để đồ diệt trừ thánh địa bên ngoài bất luận cái gì thành trì. Nhìn xem thanh thế thật lớn truy sát đội ngũ, Loan Hy trong lòng hào khí tỏa ra, lần này, hai cái nho nhỏ nhân tộc, chấp cánh khó thoát. Kiếm Lan đắc y nói, đúng vậy a, à, bọn hắn thế mà không có hướng dưới núi bỏ chạy, ngược lại hướng trên núi chạy trốn, cười chết người. Hẳn là coi là trên núi có người cứu được bọn hắn. Thôi Thanh cười nói, bọn hắn trốn không thoát, liền xem như nhị trưởng lão lần này cũng không dám xuất thủ. Nói tới nhị trưởng lão, Kiếm Lan ngữ khí mang theo mịt mờ tiếc núi, thật vất vả trà trộn vào đến nhân tộc gian tế, kết quả còn chạy tới ám sát nhị trưởng lão, nghĩ như thế nào? lợi dụng nhị trưởng lão làm điểm khác không tốt sao? Tất cả mọi người minh bạch kiếm lang y tứ, làm điểm khác, liền có thể cho nhị trưởng lão một cái cấu kết nhân tộc gian tế tội danh. Đến thời điểm coi như không có việc gì, cũng phải đánh đổi một số thứ. Có thể tiến một bước chèn ép nhị trưởng lão nhất hệ. Thôi thanh lại lòng còn sợ hãi, nàng nói, không biết rõ trương chính cái kia tiểu nhân hèn hạ đến cùng dùng cái gì pháp khí, lại có thể tạo thành khủng bố như thế bạo tạc. Loan tinh duyệt suy đoán, bọn hắn là nhân tộc điều động mà đến gian tế, trong tay nắm giữ lực lượng pháp khí mạnh mẽ rất bình thường. Thôi thanh sắc mặt trắng bệch, trong lòng nghĩ mà sợ, đồng thời lại may mắn không thôi, may mắn mà có hắn là dùng tới đối phó nhị trưởng lão, nếu là dùng để đối phó nhóm chúng ta. Mọi người sắc mặt khó coi. Dùng để đối phó bọn hắn, bọn hắn ngay cả cạn cũng không còn. Loan Hy không muốn lại cái đề tài này tiếp tục, hắn cười lạnh nói, đáng tiếc, bọn hắn làm không được, hiện tại bọn hắn như là chó nhà có tang, hoảng sợ không chịu nổi một ngày chỉ cần bị nhóm chúng ta đuổi kịp bọn hắn tuyệt đối chết không có chỗ chôn thôi thanh lắc đầu cẩn thận một chút bọn hắn cũng không phải là dễ trêu không nghe thấy những người đó sao trương chính nhẹ nhõm có thế giết chết nguyên anh tế hồng thực lực không thể khinh thường càng nhiều thôi thanh không có nói ra nàng thúc tổ cùng lữ thiếu khanh đại chiến một trận lúc ấy lữ thiếu khanh rõ ràng bị thương nhưng là vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây hơn nữa còn có thể nhẹ nhõm xử ly một cái nguyên anh như thế đủ loại chỉ có thể nói rõ lữ thiếu khanh không có thụ thương hoặc là thụ thương không nặng loan hy xem thường đối thôi thanh thịt mũi coi thường tế hồng là người thế nào xuất thân tiểu tộc ta một cái tay đều có thể nhẹ nhõm xử ly hắn thôi thanh lắc đầu nàng lần nữa nói đến thời điểm gặp được vẫn là cẩn thận một chút loan hy cười ha ha một tiếng yên tâm gặp được bọn hắn nhóm chúng ta nhiều người như vậy bọn hắn chết chắc đáng tiếc a à, loan hy đắc y quơ đầu mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng nơi này là thánh sơn bọn hắn hiện tại khẳng định như là hai cái con chuột, hoảng hốt chạy bừa, bốn phía tán loạn. Bất quá đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng. Loan Hy tin mấy người tinh thần chấn động, rốt cuộc đuổi kịp hai cá nhân tộc gian tế sao. Loan Hy tốc độ đột ngột tăng, xong đi lên hắn cười ha ha, hai cá nhân tộc gian tế nhận lấy cái chết. Nhưng mà, sắc mặt của hắn rất nhanh liền thay đổi. Trước mắt của hắn xuất hiện một chỗ thi thể, màu đen khô giáp thi thể như là rác rưởi đồng dạng tùy y bị ném vứt bỏ trên mặt đất nhìn thấy màu đen khôi giáp phía trên đầu kia hung thú, có người thấp giọng kinh hô, là, là truy giáp thánh vệ. Bình thường uy danh hiển hách, thần bí khó lường truy giáp thánh vệ thế mà ngỗ ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, nhưng thấy cảnh này thánh tộc tu sĩ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái này thế nhưng là thánh địa tuyệt đối vương bài tinh nhuệ, kết quả bị người toàn diệt ở chỗ này. Không ít người sắc mặt trắng bệch, cổ họng khô cạn, trong lòng run lẩy bẩy. Khi hai cái nhân tộc gian tế rút cuộc mạnh cỡ nào? kiếm ngũ cùng thôi chương minh sắc mặt âm trầm không gì sánh được hai cá nhân tộc gian tế có thể toàn diệt một cái đại đội truy giáp thánh vệ bọn hắn thực lực có mạnh như vậy sao loan hy hai tay xếp sao nắm lại trong lòng phẫn nộ nhường hắn hai mắt đỏ thẫm vừa mới còn tại nói lữ thiếu khanh cùng kế ngôn là hoảng hốt mà chạy con chuột hoảng sợ không chịu nổi một ngày kết quả đây đối phương lợi dụng một cái đại đội truy giáp thánh vệ thi thể đến nói cho hắn biết hắn đoán sai chuyện sáng tác đã hoàn thành chương 793, có chuyện hảo hảo nói đàm linh mang theo thời cơ thời lưu lại tới đây nhan thục nhã khu hổ hình trì theo sát phía sau là bọn hắn lại tới đây nhìn thấy một chỗ truy giáp thánh vệ thi thể lúc bọn hắn cũng bị kinh hãi đàm linh bọn người nhìn trận mắt hốc mồm biết rõ lữ thiếu khanh cùng kế ngôn rất mạnh nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy thời cơ trong mắt quan mang chiếu sáng rạng rỡ đây là sùng bái quan mang quá cường đại thánh địa những nam nhân này căn bản so không lên hai vị đại nhân thời lưu cũng là trong lòng kích động không thôi quá mạnh đây mới thật sự là thần tượng. Cái gì kiếm nhất, kiếm nhị, đi một bên đi. Kiếm gia người căn bản làm không được dạng này. Đàm Linh trong lòng thì tức giận không thôi. Ngươi cái này hỗn đảng biết rõ đang làm gì sao? Ta không có cùng ngươi đã nói truy giáp thánh vệ lợi hại sao? Ngươi giết bọn hắn, ngươi liền không sợ trêu chọc đến thánh chủ. Một cái đại đội truy giáp thánh vệ thi thể, nhưng đuổi theo tới mọi người sắc mặt khó coi, sợ hãi không thôi. Thậm chí có lòng người sinh thoái y. Cái này thế nhưng là tiếng tâm lừng lẫy truy giáp thánh vệ, là thánh địa tinh nhuệ nhất vũ trang. Nếu như nói cái khắc khắc giáp tu sĩ là thánh địa một cây đao, truy giáp thánh vệ thì là cây đao này trên sắc bén nhất lưỡi đao. 50 người, một cái đại đội quy mô, lại tại nơi này bị người làm thịt đến sạch sẽ, thật chỉnh tề nằm trên mặt đất. Bọn hắn một cái đại đội cũng không đối phó được kia hai cá nhân tộc gian tế. Bọn hắn những người này sẽ là kia hai cá nhân tộc gian tế đối thủ sao? Luận phối hợp, bọn hắn những người này hơn được truy giáp thánh vệ phối hợp sao? Kiếm ngũ sắc mặt âm trầm, cảm thụ một cái chung quanh, hắn mở miệng nói, bọn hắn mới vừa trốn không bao lâu, tiếp tục đuổi. Bất quá, hắn rất nhanh phát giác được đám người ở giữa bầu không khí. Hắn hét lớn một tiếng, sợ cái gì? Chỉ là hai cái nhân tộc mà thôi. Bọn hắn khẳng định là dùng không biết rõ cái gì thủ đoạn mới giết truy giáp thánh vệ. Truy giáp thánh vệ mạnh như vậy, bọn hắn cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn hiện tại nhất định là vết thương chồng chất, đây là tiêu diệt bọn hắn tốt đẹp thời cơ. Thôi chương minh cũng mở miệng, không sai, trong đó một cái nhân tộc đã bị ta trọng thương, hai người bọn họ không đáng để lo. Có kiếm ngũ cùng thôi chứng minh một phen về sau, sắc mặt của mọi người đẹp mắt không ít. Nhao nhao mở miệng, hai vị đại nhân nói cực phải, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Không sai, bọn hắn đối phó truy giáp thánh vệ, nhất định bỏ ra giá cả to lớn, đã là nỏ mạnh hết đà, không cần e ngại. Đuổi theo, đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Kiếm ngũ hét lớn một tiếng, xuất phát. Dẫn đầu dựng lên phi kiếm đuổi tiếp đám người theo sát phía sau lữ thiếu khanh cùng kế ngôn nhanh đuổi chậm đuổi cuối cùng đi tới mục đích tuyệt phách liệt uyên lối vào nơi này chính là tuyệt phách liệt uyên kế ngôn hiếu kỳ đánh giá một phen đi thôi tranh thủ thời gian đi vào nhưng mà lữ thiếu khanh vừa mới nói xong sau lưng truyền đến một tiếng hét lớn muốn đi hỏi qua chúng ta sao hai đạo lưu quan rơi xuống kiếm da kiếm ngủ thôi da thôi chương minh đồng thời xuất hiện lữ thiếu khanh hướng về phía kế ngôn mắng to nhìn xem cũng bởi vì ngươi bị bọn này con chuột đuổi theo. Kiếm ngủ cùng thôi chương minh ánh mắt băng lãnh, sát cơ một mực khóa chặt hai người. Đóng lấy, phía sau đám người cũng theo sau. Lữ thiếu khanh nói thầm, càng ngày càng nhiều con chuột. Loan Hy nghe vậy, thân thể tức giận đến phát run. Ta nói các ngươi là con chuột, các ngươi cũng dám nói nhóm chúng ta là con chuột. Các ngươi xứng sao? Phẫn nộ Loan Hy đứng ra chỉ vào Lữ thiếu khanh, trương chính, có dám hay không đánh với ta một trận? Không dám. Lữ thiếu khanh trực tiếp cự tuyệt, ly trực khí tráng thanh âm truyền đi thật xa. Đi theo đại quân đợi Đàm Linh nghe được thanh âm này, đầu tiên là sững sờ. Đóng lấy, trong đầu theo bản năng hiện ra Lữ Thiếu Khanh muốn ăn đòn sát mặt. Trong nội tâm nàng lửa giận trong nháy mắt bốc cháy lên. Cái này ghê tởm đáng chết hỗn đản. Đàm Linh xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đối với hắn lên tiếng chào. Nhị trưởng lão còn tốt chứ? Nôn mấy nguồn máu. Nụ cười rất tiện, Đàm Linh trong lòng lửa giận thế mà biến mất biết rõ lữ thiếu khanh đưa tốn ma thạch cho nàng sư phụ chân chính nguyên nhân về sau trong nội tâm nàng đối lữ thiếu khanh cũng không có hận y hiện tại ngay trước nhiều người như vậy nhấc lên đàm linh cũng có thể lĩnh hội tới y tứ trong đó đây là triệt để đem ám sát thánh địa đệ nhị trưởng lão tội danh nắm vào trên thân cùng nàng cắt đứt ra đàm linh ánh mắt phức tạp một thời gian không biết rõ nói cái gì cho phải ngược lại là thời liêu ly trí tỉnh táo hắn lớn tiếng trách cứ trương chính ngươi đại nghịch bất đạo dám ám sát nhị trưởng lão Nhóm chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Cái này tiểu tử hiểu chuyện, sao cô nàng kia thông minh nhiều. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, hắn chỉ vào Đàm Linh nói, hiểu lầm mà thôi, ta chỉ là nghĩ nổ chết cô nàng này. Hắn a, à, ai bảo nàng thiếu ta 20 vạn Mai Linh thạch không cho ta, nổ không chết nàng, coi như nàng gặp may mắn. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh trước khi rời đi, còn không quên trợ giúp tự mình thoát khỏi phiền phức, tẩy thoát hiềm nghi. Lần nữa nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, trong lòng sinh ra mấy phần cảm kích nhưng Lữ Thiếu Khanh lời này vừa ra, Đàm Linh trong lòng điểm điểm cảm kích trong nháy mắt bị lửa giận thôn phệ, Cơn giận dữ xông tới, nhưng nàng như là một đầu hổ cái già, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh gào thét, đáng chết hỗn đản, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Lữ Thiếu Khanh đào đào lỗ tai, xem thường, khác không nói trước, ngươi trả cho ta 20 vạn mai linh thạch. Xấu cô nàng, còn không bằng thôi gia thủ tính, đúng không, thôi gia cô nàng. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía thôi thanh cười tủm tỉm, lần nữa phát thẻ người tốt, các ngươi thôi gia thật tốt người, thôi gia đều là người tốt. Thủ thành tinh, có chơi có chịu, cho ba ngàn vạn mai linh thạch, đây không phải người tốt, là cái gì? Thánh địa hẳn là dựng nên thôi gia là đạo đức điển hình, hiệu triệu hàng tinh trên tất cả mọi người hướng thôi gia học tập. Lời này vừa nói ra, thôi gia đám người ánh mắt xuống trên người thôi thanh. Tộc nhân trách cứ ánh mắt nhường thôi thanh như có gai ở sau lưng. Thôi thanh vẫn hận nhìn chầm chầm lữ thiếu khanh, hận không thể nhào tới cắn chết cái này ghê tởm gia hỏa. Ta cũng bị mắng không sai biệt lắm một tháng, song thân cùng tổ tông đã sớm giữ không được đều là bái ngươi ban tặng thôi thanh phẫn nộ kêu chân chính xác y tràn đầy hỗn đản ngươi tên khốn đáng chết này thôi thanh mặc dù rất muốn học lấy loan hy kêu gào muốn cùng lữ thiếu khanh đại chiến một trận nhưng bất đắc dĩ là nàng nhìn thấy hiện tại lữ thiếu khanh nhảy nhót tưng bừng không có hòa thúc tổ đại chiến kia thời điểm trọng thương từng đống bộ dạng nàng liền biết rõ lữ thiếu khanh so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ đơn đấu loại lời này là thế nào cũng nói không ra miệng loan hy bên này còn không biết rõ chết sống tiếp tục gọi rầm rĩ trương chính ngươi là đồ hèn nhát sao đến đánh với ta một trận loan hy chỉ mặc gọi tên kêu to muốn cùng lữ thiếu khanh đánh không hề đề cập tới muốn cùng lữ thiếu khanh bên người kế ngôn đánh không lữ thiếu khanh vẫn là cự tuyệt co nhẹ nhìn xem loan hy ta sư huynh thủ hạ bại tướng cũng dám kêu gào thu ở ta sư huynh trên tay người không có tư cách cùng ta đánh trần trụi bị người để lộ vết sẹo đau đến loan hy khuôn mặt vạn vẹo trong lòng sát y nhường hắn hai mắt đỏ bừng. Loan Tinh Duyệt mở miệng, trợ giúp tự mình Diệp Nhi nói chuyện, Trương Chính, ngươi là sợ sao? Chẳng lẽ nhân tộc đều là ngươi loại này nhát gan trộm cướp? Lữ Thiếu Khanh bày ra một bộ phách lối bộ dáng, chỉ vào Loan Hy nói, hắn quá yếu, ta sợ ta xuất thủ sẽ đánh chết hắn. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, chém chém giết giết làm gì? Có cái gì không thể hảo hảo nói sao? Hảo hảo nói cái rắm. Người chung quanh trong lòng không hẹn mà cùng mắng to ai cùng ngươi có chuyện hảo hảo nói. Có người lớn tiếng kêu, ngươi là nhân tộc, nhóm chúng ta thánh tộc cùng người của ngươi tộc thế bất lưỡng lập. Không sai, thế bất lưỡng lập. Kiếm ngũ cùng thôi chương minh hai người thờ ơ lạnh nhạt, tự kiềm chế thân phận, cũng không nói lời nào. Kiếm ngũ đối thôi chương minh nói, nghe nói ngươi cùng hắn giao thủ qua. Thôi chương minh cho tới bây giờ đến nơi đây về sau liền nhìn chồng chọc vào lữ thiếu khanh, hắn nghĩ không minh bạch. Hắn rõ ràng sử dụng mẫn hồn thứ đã thương nặng lữ thiếu khanh vì cái gì lữ thiếu khanh nhìn một điểm thụ thương bộ dạng cũng không có hẳn là tự mình mẫn hồn thứ là hàng giả thôi chương minh sắc mặt không tốt lắm hắn cùng lữ thiếu khanh giao thủ hắn cũng bị thương bất quá hắn không tin dẫn đầu thiếu khanh không bị thương hắn gật đầu không sai ta có dũng khí khẳng định tuyệt đối đã thương hắn hắn bộ dáng bây giờ có lẽ là tại cố giả bộ kiếm ngủ cười lên vậy thì tốt liền để tiểu bối chơi đùa đi hiện tại ván cờ này thế đều nắm trong tay bên trong treo đùa một phen con chuột nhỏ cũng tốt hắn mở miệng khô khốc thanh âm quanh quẩn ở giữa bầu trời, nếu như ngươi không đáp ứng cùng bọn tiểu bối giao thủ, vậy cũng đừng trách ta cái này tiền bối xuất thủ. Hoặc là, khiến người khác cùng nhau tiến lên. Chuyện sáng tác đã hoàn thành. Chương 794, ta có một điều kiện. Lữ thiếu khanh ngạc nhiên, nhìn qua kiếm ngủ. Muốn mặc sao? Tiểu bối ở giữa sự tình, ngươi đại nhân nhúng tay làm gì? Hắn chỉ vào kiếm ngủ giận mắng, lão gia hỏa ngươi chỗ nào xuất hiện? Ngươi là ai? Kiếm ngủ trong mắt sát y chợt lóe lên, vô lễ thô bỉ chi đồ, nhân tộc, quả nhiên đáng chết. Kiếm ngũ lạnh lùng nói, ta gọi kiếm ngũ. Lữ thiếu khanh ngây dại, chỉ vào kiếm ngũ run rẩy, ngươi, đó chính là kiếm ngũ. Kiếm ngũ đối lữ thiếu khanh phản ứng hết sức hài lòng, đây mới là nghe được hắn hiển hách đại danh hẳn là có phản ứng. Hoảng sợ, e ngại. Nhìn thấy lữ thiếu khanh thất kinh bộ dạng, kiếm ngũ trong lòng lửa giận biến mất, âm thầm đắc y. Tự mình thật lâu không xuất hiện ở trước mặt mọi người, danh tự vẫn là trước sau như một vang dội. Lữ Thiếu Khanh mắng to, không biết xấu hổ, không phải nói hóa thần kỳ trở lên không cho phép tới đối phó nhóm chúng ta sao? Ngươi thân là hóa thần, có y tốt đi ra không? A, à, không đúng, Lữ Thiếu Khanh tự hồ lại kịp phản ứng, các ngươi là không dám vi phạm thánh chủ mệnh lệnh, nói như vậy, ngươi vẫn là nguyên anh. Làm sao? lâu như vậy còn không có trở thành hóa thần sao? Thật là, làm sao lâu không có trở thành hóa thần, liền nên thành thành thật thật đợi ở trong nhà tu luyện, ra tham gia náo nhiệt, không sợ người chê cười sao? Kiếm Ngũ trong lòng đắc y lập tức hôi phi yên diệt. Minh Tán ám tổn. hắn tức giận đến khẽ cắn môi, miệng lưỡi bén nhọn ti tiện nhân tộc, ta sẽ đem đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ. Lữ Thiếu Khanh vội vàng lùi bước một bước, không thể nào, ngươi còn muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Ngươi vừa mới nói, muốn để ta cùng những bọn tiểu bối này đánh, ngươi sẽ không cần mở miệng phản ngươi a. À. Kiếm Ngũ đè ép trong lòng lửa giận, lạnh lùng nói, nếu như ngươi không dám cùng bọn tiểu bối đánh, cũng chỉ có thể để ta tới lĩnh giáo một chút sự lợi hại của ngươi hy vọng thực lực của ngươi có thể cùng miệng của ngươi đồng dạng lợi hại. Ai nói ta không dám? Lữ thiếu khanh cùng vọng kêu, nhưng bọn hắn đi tiền cái chết. Loan Hy lần nữa hét lớn một tiếng, ta đến giết ngươi. Chậm đã. Lữ thiếu khanh lần nữa hét lớn, ta có một điều kiện. Kiếm ngũ cười lạnh, ngươi bây giờ còn có cái gì tư cách bàn điều kiện? Kết quả của ngươi chỉ có một cái. Ngươi sợ sao? Lữ thiếu khanh thái độ vẫn là càng rỡ, để cho người ta hận đến nghiến răng, sợ coi như xong hắn ngược lại đối thôi trương minh nói muốn quay về ba ngàn vạn mai linh thạch sao thôi trương minh lông mày nhướng lên ngươi muốn làm gì lữ thiếu khanh chỉ vào loan hi nói ta cùng hắn đánh ta thắng các ngươi cho ta mười canh giờ thời gian nhường nhóm chúng ta rời đi nơi này sau mười canh giờ các ngươi lại cùng lên đến ta thua ba ngàn vạn linh thạch ta đủ số hoàn trả hai người chúng ta cũng tùy y các ngươi xử trí như thế nào thôi trương minh tâm động mang theo nhiều như vậy tộc nhân tới đây mục đích cuối cùng nhất còn không phải là vì cái này ba ngàn vạn mai linh thạch hắn nhìn qua kiếm ngũ, nói khẽ với kiếm ngũ nói, thánh chủ có ý tứ là nhường hai người bọn họ trở thành bọn tiểu bối đá mài đao, liền để bọn tiểu bối giải quyết bọn hắn. Kiếm ngũ cười lạnh, bọn hắn là cá trong chậu, tại sao muốn đáp ứng bọn hắn? Giết bọn hắn, trên người bọn họ đồ vật cuối cùng còn không phải thắng lợi của chúng ta phẩm. Thôi chương minh muốn cho kiếm ngũ một cái búa. Thắng lợi phẩm, ngươi là muốn nói đến thời điểm ba ngàn vạn cũng cho ngươi kiếm gia cầm đi sao? Hắn cắn răng, đến thời điểm, 500 vạn mai linh thạch cho các ngươi kiếm gia. Tất cả mọi người là lão hồ ly, bình thường minh tranh ám đấu đã quen, biết rõ trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Kiếm ngũ cười ha ha, một ngàn vạn, không phải vậy đến thời điểm mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn đi. Thôi chương minh cắn răng, đáp ứng, được. Kiếm ngũ cười đến rất vui vẻ, khô khan thon gầy trên mặt tươi cười, như là một cái lão quỷ, rất là làm người ta sợ hãi. Hắn đối lữ thiếu khanh nói, một canh giờ, ngươi thắng, ta có thể cho các ngươi một canh giờ chạy trốn thời gian. Lữ thiếu khanh nghe vậy, kêu to lên, lão già, ta xem ngươi đừng gọi kiếm ngủ, gọi kiếm lục gia được. Một canh giờ, ngươi có y tốt sao? Ba canh giờ, Lữ Thiếu Khanh tự hồ bị bức ép đến mức nóng nảy, đối thôi Trương Minh nói, ít hơn so với ba canh giờ, ta một mảnh vụn cũng sẽ không cho ngươi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, liền một canh giờ, không đáp ứng liền coi như thôi. Kiếm ngủ không có y định nhượng bộ, coi như tâm hệ ba ngàn vạn linh thạch thôi Trương Minh cũng là kiên quyết ủng hộ kiếm ngủ. Thôi Trương Minh đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhân tộc, nhóm chúng ta thánh tộc cùng ngươi bàn điều kiện đã coi như là nể mặt ngươi, đừng nghĩ được một tất lại muốn tiến một thước. Lữ thiếu khanh kinh bỉ, cái gọi là thánh tộc, đều là như thế không có lá gan sao. Hắn cuối cùng bất đắc dĩ nói, tốt a, à, các ngươi thề đi. Ta không tin được các ngươi. Thôi chương minh ước gì dạng này, hắn chỉ vào lữ thiếu khanh nói, ngươi cũng phải thề. Tốt, mọi người cùng nhau thề. Thề xong xuôi về sau, đàm linh tiến lên, đối kiếm ngũ nói, kiếm ngũ đại nhân, để ta tới khi hắn đối thủ. Kiếm ngũ vẫn không nói gì, Lữ Thiếu Khanh cái thứ nhất không vui. Có ý tứ gì? Ngươi cô nàng này đến xem náo nhiệt gì? Cút cho ta đi một bên, ta không muốn đánh chết ngươi. Đàm Linh tức giận đến muốn xuất ra vũ khí của mình hung hăng đập chết Lữ Thiếu Khanh. Chó cắn Lữ Động Tân, không biết nhân tâm tốt. Ta đang giúp ngươi, ngươi biết hay không? Ghê tẩm hỗn đảng. Thôi Chương Minh cũng lạnh lùng nói, Đàm Linh, ngươi vẫn là lui ra đi. Trước đó Lữ Thiếu Khanh thế nhưng là một mực ở tại Đàm Linh trong nhà, cùng Đàm Linh quan hệ tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Liền xem như hiện tại, tất cả mọi người hoài nghi Đàm Linh cùng Lữ Thiếu Khanh quan hệ, làm sao có thể nhường Đàm Linh xuất thủ. Đàm Linh khẽ nói, làm sao? Thôi đại nhân, ngươi là đang hoài nghi ta sao? Hắn hành thích sư phụ ta, ta thân là đồ đệ, sẽ không bỏ qua hắn tên hung thủ này. Lại nói, ở đây, ngoại trừ ta, còn có ai có thể đánh được hắn? Loan Hi cười ha ha bắt đầu, Đàm Linh, ngươi đừng nói giỡn, ngươi cái gì tu vi, chính ngươi không rõ ràng sao? hắn chỉ có thể để ta đến đối phó. Lữ Thiếu Khanh nói, không sai, cô nàng, ngươi điểm này thực lực, ta một cái ngón tay đều có thể nghiền chết ngươi, đừng đến nơi này mất mặt xấu hổ. Loan Tinh Duyệt cũng lắc đầu nói, Đàm Linh, ngươi vẫn là thôi đi. Vạn nhất ngươi thất thủ, ngươi như thế nào hướng thôi chương minh đại nhân bàn giao. Thôi Thanh càng thêm trực tiếp, trước mắt bao người, ngươi đừng nghĩ đến vụn trộm giúp hắn. Lữ Thiếu Khanh đối Đàm Linh nói, chính là, ta không cần ngươi đổ nước. Đàm Linh tức giận đến toàn thân phát trung, đáng chết hỗn đảng, ngươi đi chết đi. Hảo tâm muốn giúp ngươi, ngươi thế mà không biết nhân tâm tốt, đáng đời ngươi đi chết. Loan Hy cười ha ha một tiếng, chậm rãi bước tiến lên, tràn đầy tự tin, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh nói, tới đi, yếu đuối nhân tộc. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo giết ra chương đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 795, một hiệp miễu sát. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nhìn xem Loan Hy, đối thôi chương minh cùng kiếm ngũ nói, các ngươi xác định nhường cái này gia hỏa tới làm đối thủ của ta, hắn thua các ngươi sẽ không khóc đi ta người này rất kính già yêu trẻ không thể gặp lão nhân khóc kiếm ngủ cười lạnh ngươi có thực lực kia sao loan hy cũng là kiếm tu kiếm gia đối loan hy thực lực hiểu rõ loan gia thiên tài bốn tầng cảnh giới kiếm y hóa hình tại thánh địa cùng thế hệ đệ tử cũng là người nổi bật ngoại trừ kiếm nhất cùng thế hệ bên trong không có mấy người là đối thủ của hắn lần này lại tới đây đông đảo tiểu bối bên trong cũng chỉ có loan hy thực lực là mạnh nhất cho nên chỉ có thể từ Loan Hy xuất thủ. Còn nữa, Thôi Chương Minh đều nói, Lữ Thiếu Khanh bị thương, này lên kia xuống, kiếm ngủ không cho rằng Loan Hy xảy ra vấn đề gì. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, thở dài, tốt a, à, cũng chỉ có thể đủ là hắn. Đóng lấy, hắn đối Loan Hy nói, đợi chút nữa thua, ngươi đừng khóc. Loan Hy ngược lại tỉnh táo lại, nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh, cùng vọng nhân tộc, ta sẽ để cho ngươi biết rõ cái gì gọi là hối hận. Hắn xuất ra trường kiếm của mình, sát khí ngút trời. Loan Hy thậm chí còn nhìn thoáng qua kế ngôn. Trong lòng thầm nghĩ, ta đánh không lại sư huynh của ngươi, vậy trước tiên từ trên người ngươi thu chút lợi tức đi. Sau khi nói xong, trường kiếm vung ra, hét lớn một tiếng, đi chết. Bạo ngược kiếm y bộc phát, kiếm y hóa hình, một đầu hỏa diễm tự thú xuất hiện, gào thét một tiếng, mở ra huyết bồn đại khẩu hướng phía lữ thiếu khanh cắn xuống. Thời cơ trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương, đôi bàn tay trắng như phấn nắm quá chặt chẽ, mười phần lo lắng lữ thiếu khanh. Phát giác được tỷ tỷ lo lắng, thời liêu nhàn nhạt nói, Loan Hy Đại Nhân nhất định phải thua, không cần lo lắng. Thời cơ nhãn tình sáng lên, thật. Nàng mặc dù là hỏi thời liêu, nhưng ánh mắt lại là nhìn qua Đàm Linh. Đàm Linh hừ một tiếng, tên hỗn đảng kia không phải dễ dàng đối phó như vậy. Không nói những cái khác, có thể đối đầu thôi chư Minh, còn có thể làm bộ thủ thương lừa qua tất cả mọi người, đủ để chứng minh Lữ Thiếu Khanh bất phàm. Loan Hy rất mạnh, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Thời cơ yên lòng, như vậy cũng tốt. Mặc dù là thánh tộc bên này trận doanh, nhưng thời cơ lại kiên định ủng hộ lữ thiếu khanh không có biện pháp chỉ là xem bề ngoài lữ thiếu khanh so loan hy soái bất quá thời lưu lại nói bất quá loan hy đại nhân cũng không phải kẻ yếu lữ thiếu khanh đại nhân hẳn là cần bỏ phí một chút công sức a à. nhưng mà thời lưu vừa mới nói xong xa xa loan hy truyền đến hết thảm một tiếng thời lưu kinh ngạc ngẩng đầu chỉ thấy đầy trời kiếm quang tiêu tán loan hy toàn thân trên dưới cùng phúng tiên huyết trên thân hiện đầy vết thương như là mất đi cánh phi điểu từ trên trời ngã xuống loan hy Loan tinh duyệt hù chết, trước tiên lao ra tiếp nhận đến rơi xuống Loan Hy. Như thế. Lữ thiếu khanh cười tủng tiễn vấn kiếm năm cùng thôi chương viễn, ta thắng chứ. Tỉnh mịch. Hoàn toàn tỉnh mịch. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn xem một màn này. Một chiêu liền đánh bại Loan Hy. Loan Hy đổ nước vẫn là thế nào? Loan Hy rất mạnh, ở đây đông đảo thánh địa đệ tử cũng biết rõ Loan Hy rất mạnh, thân là Loan gia thiên tài, cho dù là thánh chủ nhi tử Loan Tuấn cũng không bằng Loan Hy. Loan Hy được vinh dự Loan gia tương lai người nối nghiệp, thậm chí bị không ít Loan gia trưởng lão nhận định Loan Hy tương lai sẽ tiếp nhận thánh chủ lớp. Tại cùng thế hệ bên trong, Loan Hy cũng là ngông cùng nhất mấy người một trong. Nhưng là hắn có vốn liếng cuồng vọng. Trước đó hắn thua với kế ngôn, nhưng không có người cảm thấy hắn không có thực lực. Là kế ngôn quá mức yêu nghiệt, liền kiếm nhất cũng không là đối thủ, Loan Hy thua với kế ngôn rất bình thường. Nhưng là hiện tại, Loan Hy cũng bại bởi kế ngôn sư đệ, hơn nữa còn là một hiệp liền bị miễu sát. Loan Hy, sẽ không phải là miệng cọc gan thỏ a à. không ít người trong lòng hiện ra y nghĩ như vậy biểu hiện quá kém kém đến không xứng với hắn loan gia thiên tài tên tuổi thời cơ khóe miệng nhếch lên đến nếu không phải là bởi vì trường hợp không thích hợp nàng đã sớm cười ra tiếng lữ thiếu khanh đại nhân thật mạnh a à. quá lợi hại thời cơ nhìn qua trên bầu trời ngạo nghễ mà đứng lữ thiếu khanh sắc mặt đỏ lên hai mắt ngập nước đàm linh thở dài cái này hỗn đản quả nhiên là đang gạt ta ta rất muốn đánh chết hắn vì thoát khỏi tự mình, cố y ngạnh kháng mẫn hồn thứ, giả bộ như thụ thương. Quá đáng chết. Thời liêu há to miệng, tự mình vẫn là đem lữ thiếu khanh đại nhân nghĩ đến quá đơn giản. Núp ở phía xa nhan thục nhã, khu hổ, hình trì ba người thấy cảnh này, đều là không hẹn mà cùng rụt cổ một cái. Cái này, cái này, nói đùa sao? Lúc ấy chết chỉ có Nguyên Anh ba tầng tế hồng cũng không có nhanh như vậy. Loan Hy một hiệp liền bị đánh thành dạng này. Hẳn là Loan Hy so với tế hồng còn không bằng sao. Nhan thuộc nhã phân tích, Loan Hy hắn chủ quan, mà lại hắn còn bị thương. Trương Chính khẳng định là toàn lực xuất thủ, Loan Hy có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ cũng tính toán không tệ. Bất quá, dù vậy, Trương Chính không sánh được hắn sư huynh kế ngôn yếu. Nhóm chúng ta ngay tại bên cạnh nhìn xem, tuyệt đối không nên trêu chọc hắn. Khu hổ cùng hình trì liên tục gật đầu. Hình trì còn nói, nhan đại nhân anh minh. Kiếm ngũ cùng thôi chương minh cũng là khó có thể tin. Kiếm ngũ nhịn không được nhìn hầm hầm thôi chương minh, ngươi không phải nói hắn bị thương sao, Thôi chương minh tự lẩm bẩm, hắn rõ ràng bên trong ta mẫn hồn thứ, không có khả năng a. À. Bên trong mẫn hồn thứ, thức hải bị hao tổn, thần thức thụ thương, không có một năm nửa năm sau có thể khôi phục. Đáng chết, kiếm ngủ nghe xong, nhóm chúng ta cũng bị hắn lừa. Hắn nhìn chầm chầm nơi xa dù bận vẫn ung dung, nhẹ nhõm không thôi lữ thiếu khanh, cắn răng, giọng căm hận nói, cái này nhân tộc rất giảo hoạt. Lữ thiếu khanh thanh âm xa xa truyền đến, tốt, ta cũng nên đi, các ngươi chậm rãi tại nơi này chờ đi. Loan Tinh Duyệt tức giận đến thân thể phát run, trương chính, ngươi dám dạng này. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nhìn xem nàng, ngươi hẳn là may mắn, hắn xuất thân Loan gia, không phải vậy, hừ. Hừ lạnh một tiếng, nhưng Loan Tinh Duyệt không lời nào để nói. Trước đó Lữ Thiếu Khanh nói sợ một không xem chừng sẽ đánh chết Loan Hi, mọi người cho là hắn là đang khoác lác, hiện tại xem ra, người ta bất quá là ăn ngay nói thật. Lữ Thiếu Khanh là kiên kỵ Loan gia, lo lắng đem Loan Hi làm thịt sẽ chọc giận thánh chủ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ai, Ai bảo thánh chủ cũng tính loan đây. Các vị, bái bái. Nhìn xem lữ thiếu khanh muốn ly khai, thôi chương minh không có cam lòng, đáng chết. Những người khác cũng là sĩ khí sa sút thịnh hưng mà đến vốn cho rằng lữ thiếu khanh sẽ thụ tổn thương, kết quả, đập phát chết luôn loan hy, một điểm nhìn không ra có thụ thương bộ dạng. Đuổi tới nơi này, lại không làm gì được bọn hắn sao. Kiếm ngũ phát giác được đám người sĩ khí sa sút bỗng nhiên cười lên ha hả, ha ha, ngươi bỏ chạy chỗ nào. Tiếp tục đi lên vẫn là hướng xuống. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có logic ra chương đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 796, thượng thiên không cửa. Kiếm Ngũ nhường rất nhiều người tinh thần phấn chấn. Ha ha, Kiếm Ngũ đại nhân nói không sai, tiếp tục đi lên, thánh chủ ngay tại phía trên, gặp gỡ thánh chủ, giống một cái con kiến đồng dạng bị dẫm chết. Hướng xuống trốn, ha ha, người phía dưới chạy đủ để đem hai người bọn họ chết đuối. Dưới núi người không ngừng hướng thánh sơn phía trên chạy đến, song quyền nan địch tứ thủ, lợi hại hơn nữa cũng phải chết bởi như vậy bọn hắn giống như chỉ có một con đường trốn vào tuyệt phách liệt uyên bọn hắn vào không được nhìn thấy những cái kia sương mù sao khi là thánh chủ tự mình bố trí trận pháp nhân tộc có thể xem hiểu thánh chủ trận pháp sao kỳ thật còn có một con đường bọn hắn có thể tại chỗ phi thăng ha ha đừng nói một canh giờ liền xem như mười canh giờ bọn hắn cũng không trốn được đi đâu loan gia thôi gia kiếm gia trên mặt người mang theo nụ cười chế nhạo nhìn xem lữ thiếu khanh cùng kế ngôn hai người như là nhìn xem thằng hề đồng dạng bọn hắn cảm thấy trước mắt hai cá nhân tộc gian tế là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Đàm Linh, thời cơ bọn người trong mắt lộ ra vẻ ưu sầu. Đàm Linh thần sắc hết sức phức tạp. Hỗn đảng, ngươi lại tới đây, rốt cuộc muốn làm gì? Ta không phải đã nói với ngươi sao? Cái này địa phương là cấm địa, không có mấy người biết rõ bên trong đến cùng có cái gì. Ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Nhan thục nhã cao mày, nàng cũng trị không minh bạch. Lữ thiếu khanh cùng kế ngôn chạy đến nơi đây mục đích là cái gì? hình trì cười lạnh, hai cái này nhân tộc là hoảng hốt chạy bừa chạy đến nơi đây tới đi. Khu hổ rất tán thành, biểu thị đồng ý, không sai, đáng tiếc a, à, thực lực lợi hại hơn nữa lại như thế nào. Trên thánh sơn, bọn hắn vô luận chạy trốn tới chỗ nào đều là, đều là tuyệt cảnh. Nhan thục nhã lại chần chờ, đem chính mình suy đoán nói ra, không chừng, bọn hắn sẽ tiến vào tuyệt phách liệt uyên. A, à, ngươi đang nói giỡn sao? Khu hổ không thể tin được, tuyệt phách liệt uyên là cấm địa, bọn hắn dám vào đi. Nhan thục nhã nói, khi là nhóm chúng ta thánh tộc cấm địa, ngươi cảm thấy có thể ước thúc nhân tộc sao? Khu hổ phản bác nhan thuộc nhã, nhan đại nhân, bọn hắn vào không được. Cốc khẩu có thánh chủ tự mình bày trận pháp, bọn hắn phá giải không được. Khu hổ xuất thân trận pháp gia tộc khu tộc, đối với thánh chủ trận pháp tạo nghệ lòng tin tràn đầy. Không chỉ là khu hổ đối thánh chủ lòng tin tràn đầy. Những người khác cũng là đồng dạng. Thánh chủ trận pháp tạo nghệ thiên hạ vô song, liền liền khu gia lão tổ cũng cam bái hạ phong. Từ thánh chủ bố trí tới trận pháp, không có người cho rằng chỉ là hai cá nhân tộc liền có thể phá giải. Kiếm ngũ cười lên, tiếng cười cùng bộ dáng của hắn, khô khang làm người ta sợ hãi quanh quẩn trên không trung, rơi vào trong tay mọi người, mau trốn đi, hảo hảo hưởng thụ một canh giờ thời gian. Bất quá, ngươi còn có thể đi nơi nào? Phía sau ngươi chính là tuyệt phách liệt uyên ngươi dám vào đi sao? Hoặc là nói, ngươi có thể vào sao? Thôi chương minh cũng đi theo cười ha ha, những người khác cũng cười lên. Mỉa mai tiếng cười quanh quẩn, hung hăng trào phúng lấy lữ thiếu khanh cùng kế ngôn. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, quay người liền hướng Tuyệt Phách Liệt Uyên miệng sơn cốc đi đến. Không ít người nhìn thấy, cười lạnh càng thêm lợi hại. Tuyệt Phách Liệt Uyên cũng không vẻn vẹn chỉ có những cái kia trận pháp, kia bốn chữ lớn cũng là dấu giếm sát cơ. Có biết rõ Tuyệt Phách Liệt Uyên tình huống người mở miệng là người bên cạnh giải thích. Không có đạt được cho phép, bốn chữ lớn đủ để xóa bỏ tự tiện người. Hắn một cái nhân tộc, tự tiện xông vào, bốn chữ lớn sẽ để cho hắn biết rõ cái gì gọi là hối hận. Đám người nhao nhao đang đợi Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn không may nhưng mà lữ thiếu khanh trong tay nắm giữ nhuế trưởng lão cho lệnh bài nhẹ nhõm tiến vào tuyệt phách liệt nguyên bốn chữ lớn một điểm phản ứng cũng không có nhưng đám người kinh ngạc không không có khả năng cái này xảy ra vấn đề không nên đi đây là có chuyện gì chỉ có đàm linh mới biết rõ nguyên nhân cái này chỉ là bước đầu tiên đàm linh trong lòng thầm nghĩ ngươi trận pháp không tệ nhưng là kia là thánh chủ bày ra trận pháp ngươi có thể làm cái gì sau một khắc đàm linh trừng to mắt chung quanh quanh quẩn tiếng cười im bặt mà dừng. Cái gặp Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm bước vào, kế ngôn cũng theo sát phía sau. Cái gặp thật sự là một trận lấp lóe, mây mù nhẹ nhàng cuồn cuộn một cái, liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Khu hổ trừng to mắt, khó có thể tin kêu, không, không có khả năng. Hắn, hắn. Xuất thân khu tộc khu hổ mặc dù không am hiểu trận pháp, nhưng mà thôi biết rõ điều này có y vị gì. Mang ý nghĩa đối phương có thể tại trong trận pháp tới lui tự nhiên, sẽ không kinh động trận pháp. Nói cách khác, Khánh chủ bố trí tới trận pháp đối lữ thiếu khanh không có đưa đến chút nào tác dụng đàm linh lại một lần nữa ngây người lữ thiếu khanh so với nàng trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn cái này hỗn đảng nhưng là đàm linh rất nhanh lại thất vọng giận mắng hỗn đảng hắn tiến vào làm gì khi là một cái không gian tiến vào làm sao ra hắn muốn làm gì thời cơ nói không phải là cùng đường mặt lộ mới đi vào sao đằng sau nên làm cái gì thời lưu lắc đầu đây là bất đắc dĩ lựa chọn à kiếm ngũ khô khan trên mặt tràn đầy chấn kinh đôi mắt nhỏ trong nháy mắt trừng đến lão đại không thể tin được tự mình nhìn thấy một màn nhìn xem mây mù nhẹ nhàng lưu động bố trí tại cốc khẩu trận pháp không có nửa điểm dị động kiếm ngũ cảm giác đến mặt mình rất đau đánh mặt tư vị thật không dễ chịu nên đáng chết thôi chương minh thấp vọng gầm thét bọn hắn bọn hắn thôi chương minh tại chỗ chuyển hai vòng cuối cùng mới gầm thét bọn hắn mục đích thực sự chính là tuyệt phách liệt viên sao đáng chết ba ngàn vạn linh thạch a chẳng lẽ thôi gia cứ như vậy không cầm về được sao? Trưởng lão, nhóm chúng ta đi vào sao? Kiếm lan cường tráng lấy lá gan đến hỏi thăm kiếm ngũ. Kiếm ngũ quay đầu lại, hung ác nhìn chầm chầm nàng, ngươi có thể vào sao? Nơi này là thánh chủ bày trận pháp, bọn hắn nơi này không có có thế phá. Khu tộc, có khu tộc người ở đây sao? Có người đem ánh mắt xuống trên người khu hổ, khu hổ vẽ mặt cầu xin, ta, ta không am hiểu trận pháp, lại nói, nơi này là cấm địa, không có thánh chủ cho phép, ai dám đi vào chẳng lẽ cứ như vậy nhường bọn hắn ly khai thôi chương minh đau lòng che lấy ngực rất không cam tâm ba ngàn vạn linh thạch cứ như vậy chạy sao kiếm ngủ cũng sầu muộn đừng nói một canh giờ coi như cho hắn mười canh giờ hắn cũng không xông vào được hắn cũng không thể đủ xuất thủ cưỡng ép phá hư trận pháp dết đi vào đi làm như vậy thánh chủ sẽ trước một bước giết tới chục chết hắn kiếm ngủ đại nhân thôi chương minh đại nhân nhìn các ngươi rất buồn rầu a à. bỗng nhiên có người mỉm cười mà tới nhìn người tới kiếm ngủ Thôi chương minh vội vàng hành lễ, tam thánh tử. Những người khác cũng là lung lay hành lễ, gặp qua tam thánh tử. Không biết rõ tam thánh tử đến đây, có gì phân phó. Khuyên miễn cười, ta phụng sư tôn chi mệnh đến đây giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Đồng thời tay phải hất lên, một đạo lưu quan theo trong tay hắn bay ra, không vào trận pháp bên trong, lập tức trận pháp ngừng vận chuyển, sơn cốc xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Chuyện sáng tác đã hoàn thành. Chương 797, cùng một chỗ đi à trong sơn cốc cảnh tượng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, bất quá Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn thân ảnh đã sớm biến mất. Bọn hắn người đâu? Thôi chương minh khẩn trương hô hào. Sơn cốc cơ hồ có thể liếc nhìn phần cuối, Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn tại bọn hắn xem ra lại là hư không tiêu thất. Huyên miễn cười, không cần phải gấp gáp, bọn hắn chỉ là tiến vào tuyệt phách liệt uyên, trốn không thoát. Sư phụ nói, các ngươi nhất định phải đem đầu của bọn hắn hái xuống, không phải vậy chờ lấy trừng phạt đi. Kiếm ngũ cùng thôi chương minh đám người sắc mặt trắng bệch đây là xuống tử mệnh lệnh. Thôi chương minh vội vàng cam đoan, tam thánh tử yên tâm, bọn hắn nhất định trốn không thoát. Khuyên nghiêm túc lên, nhắc nhở hắn, cẩn thận một chút, hai người bọn họ tuyệt không phải người lương thiện, thực lực không thể kinh thường. Đối mặt lữ thiếu khanh cùng kế ngôn, hắn đều không thể không tránh đi phong mang, lựa chọn trốn xa. Kiếm ngủ cười lạnh, đến thời điểm bọn tiểu bối không địch lại, ta sẽ đích thân xuất thủ. Trong giọng nói mang theo ngạo nghễ, đây là nguyên anh chính tầng tự tin. Huyên chỉ vào sơn cốc phần cuối, nói, chỗ ấy có truyền tống trận, các ngươi truyền tống đi qua liền có thể đến tuyệt phách liệt uyên. Bất quá cẩn thận một chút, bên trong cũng gặp nguy hiểm. Kiếm lan cường tráng lấy lá gan vấn đạo, tam thánh tử, ngươi cùng một chỗ sao? Khuyên lắc đầu, nụ cười ấm áp, để cho người ta như gió xuân ấm áp, có các ngươi xuất thủ là được rồi, ta liền không gom góp cái này náo nhiệt. Khuyên mặt ngoài mây trôi nước chảy, trong lòng lại âm thầm chửi mẹ. Khi hai cái gia hỏa, ta cũng không muốn đụng tới. Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn biểu hiện ra thực lực nhường hắn sinh lòng kiên kỵ. Vạn nhất tại trước mắt bao người thua, hắn tam thánh tử mặt mũi liền giữ không được. May mắn sư phụ hắn không có ép buộc hắn lần nữa xuất thủ, hắn cũng vui vẻ đến dạng này, không xuất thủ hắn vẫn như cũ có thể duy trì cao thủ thần bí hình tượng. Thôi Thanh lo lắng, hắn có thể hay không phá hư truyền tống trận. Huyên cười lắc đầu, không cần lo lắng, sư phụ nhìn chầm chầm hắn, hắn không dám. Lữ Thiếu Khanh sau khi đi vào, lại một lần nữa móc ra tốn ma thạch dự định đặt ở truyền tống trận bên cạnh nhưng là cùng ở bên ngoài, hắn buông xuống thời điểm, thân thể không tự chủ được sinh ra một cổ hàng y. Phản phất có một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Lữ Thiếu Khanh có trực giác, nếu như có dũng khí lợi dụng tốn ma thạch thiết trí cạm bẫy, phá hư truyền tống trận, hắn đời này lại lớn như vậy. Lữ Thiếu Khanh dọa đến mắt tiểu liên tiếp, vội vàng đem tốn ma thạch cho thu lại. Thu lại về sau, khi cổ hàng y liền biến mất theo. Lữ Thiếu Khanh khóc. Không cần hỏi, đây tuyệt đối là thánh chủ đang ngó chừng hắn. Hắn không minh bạch, thánh chủ rõ ràng đã biết rõ hai người bọn họ thân phận, có thể trực tiếp xuất thủ giết chết bọn hắn. nhưng chính là không, càng muốn chơi, để cho người ta theo đuổi giết bọn hắn, còn âm thầm nhìn chằm chằm bọn hắn. hắn làm những chuyện khác, thánh chủ bỏ mặt không hỏi, liền liền hắn làm thịt thánh tộc tinh nhuệ nhất truy giáp thánh vệ, thánh chủ cũng chưa từng để ý tới. nhưng hắn nghĩ đến bố trí cạm bẫy, phá hư truyền tống trận, thánh chủ liền không cho phép. lữ thiếu khanh nghĩ không minh bạch thánh chủ trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp coi như biết rõ bị thánh chủ nhìn chằm chằm, hắn cũng không có bất kỳ phản kích thủ đoạn. Kế ngôn rất hiếu kỳ, ở bên ngoài cũng là dạng này, ngươi đang làm gì? Xuất ra tốn ma thạch nghĩ đến bố trí cạm bẫy, cuối cùng lại mặt mũi tràn đầy táo bón thu lại. Dù là kế ngôn đối lữ thiếu khanh 10 điểm hiểu rõ, hắn cũng bị lữ thiếu khanh khiến cho không hiểu ra sao. Lữ thiếu khanh rất bi thương nói, thánh chủ nhìn ta chầm chầm, không cho phép ta làm như vậy. Kế ngôn không có hoài nghi, chỉ là rất hiếu kỳ, vì cái gì ta cảm giác không ra ngươi thực lực gì? Thánh chủ thực lực gì? Hắn chỉ là cảnh cáo ta, Lý cũng không để ý tới ngươi cái này cạn bã. Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ càng giận, cuối cùng tức giận bất bình đứng tại truyền tống trận trước mặt, đồng thời quay đầu hướng kế ngôn nói, xoay qua chỗ khác, đừng nhìn. Làm gì? Đi tiểu A, Lữ Thiếu Khanh khó chịu nói, ta muốn nói cho hắn biết, nhân tộc ta mới không sợ hắn. Không cho ta lắp đặt địa lôi, ta liền tè dầm cho ngươi xem. Cái này ngâm nước tiểu vẫn là bị ngươi dọa ra. Đúng rồi, ngươi cũng cùng một chỗ, nhóm chúng ta muốn biểu hiện ra nhóm chúng ta nhân tộc cốt khí. Kế ngôn quay đầu rời đi, ngươi đi ị ta cũng bỏ mặt ngươi. Vậy ngươi chớ đi a, à, cùng một chỗ đi ị, ngư tầm ngưu, mã tầm mã. Đối với Lữ Thiếu Khanh ác thú vị 10 điểm im lặng, kế ngôn bả vai khiên tiểu viên hầu đằng không mà lên, đi vào trên trời xa một nhìn ra xa. Lữ Thiếu Khanh rất nhanh đến mức y dào dạt đi vào kế ngôn bên người. Đây là nhân sinh bên trong thoải mái nhất đi tiểu, ngược gió nước tiểu ba trường, chân nam nhân. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, đồng thời nghĩ đến hướng kế ngôn trên thân lao, đi thôi, đi tìm ngu xuẩn sư muội. Kế ngôn mặt mũi tràn đầy ghét bỏ né tránh, ngươi rửa tay rồi. Đây không phải không có nước sao. Đến cho ngươi mượn quần áo lao lao, khăn lao đều là màu trắng. Cúc. Kế ngôn một bên đi đường, vừa cảm thụ hoàn cảnh nơi này. Qua tốt một một lát, hắn mới nói, nơi này cùng tổ sư mở ra tới thiên địa có chút cùng loại. Kế ngôn tại động thiên hung địa bên trong đợi thời gian so lữ thiếu khanh dài, mà lại hắn họa phong như thường, cho nên có thể đủ cảm thụ được hai cái địa phương có chỗ tương đồng. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không thể nào. Nơi này sẽ không phải cũng là động thiên hung địa. Cũng sẽ có những cái kia màu đen quái vật. Nếu có những cái kia màu đen quái vật, hắn còn không bằng đi trực tiếp đi tìm thánh chủ đây. Chí ít thánh chủ cũng coi là người, mặc dù là người ngoại quốc, nhưng ít ra vẫn là người. Những quái vật kia thì là từ đầu đến đuôi quái vật, không có bất kỳ ly trí có thể nói. Kế ngôn lắc đầu, hẳn không có, không phải vậy nơi này đã sớm hoàn toàn hoang lương, mà lại có màu đen quái vật sư muội chết sớm điều này cũng đúng còn tốt còn tốt lữ thiếu khanh nhẹ nhàng thở ra xuất hiện màu đen quái vật đừng nói tìm tiêu y ngay cả nhặt xác cũng làm không được cùng ma tộc bọn hắn là địch lữ thiếu khanh cảm thấy mình có ác chủ bài không sợ nhưng cùng quái vật là địch đối mặt mạng thiên cái địa quái vật hắn chỉ có thể có bao nhanh chạy bao nhanh đi thôi nhanh đi tìm tới sư muội ta có dự cảm tiếp xuống cũng sẽ không thái bình ngu xuẩn sư muội ở đâu cái kia phương hướng một bụi cỏ nguyên bên trên tóc rối bời tiêu y cưỡi trên người tiểu bạch liều mạng tại trên thảo nguyên phi nhanh hướng phía xa xa rừng rậm lao nhanh mà đi ở sau lưng nàng ba cái tuổi tác cùng nàng không sai biệt lắm thánh tộc nữ nhân đằng đằng sát khí theo đuổi không bỏ tiêu y ngươi trốn không được rơi ngoan ngoãn giao ra ngươi trong tay bảo bối ta có thể tha cho ngươi bất tử tiêu y quay đầu lại mặc dù chạy trốn rất chật vật nhưng là miệng lại như dao hừ các ngươi tính là gì đồ vật không phải liền là ba cái tiểu nhân hèn hạ sao chờ lấy, các loại ta khôi phục tốt, ba người các ngươi đều phải quỳ xuống cho ta. Tiểu Bạch cố lên, nhưng nàng nhóm đi theo phía sau ngươi ăn cái rắm. Chuyện sáng tác đã hoàn thành. Chương 798, một tay trấn áp đại sư huynh, chân đá nhị sư huynh. Ba cái thánh tộc nữ tử hiện lên xếp theo hình tam giác đuổi theo sau lưng Tiêu Y, ba người một bên đuổi theo, vừa hướng trước mặt Tiêu Y xuất thủ. Nhưng nàng nhóm phát điên là, công kích của các nàng từ đầu đến cuối kém một chút, cùng Tiêu Y cự ly cũng là trên lệch một chút như vậy, Tiêu Y ngồi trên người Tiểu Bạch, giảo hoạt như là cá chạch, nhưng nàng nhóm ba người từ đầu đến cuối không làm gì được Tiêu Y. Nhưng là, nàng nhóm ba người không nguyện y từ bỏ. Một trăm vị thánh nữ người ứng cử tiến vào nơi này, tranh đấu ba vị thánh nữ danh ngạch. Quá trình rất tàn khốc, thất bại đại giới là sinh mệnh. Mỗi ngày cũng có người kêu thảm ngã xuống, mất đi sinh mệnh. Có người bởi vì đồng loại tranh chấp thất bại, ngã xuống. Có người bởi vì nơi này các loại hung hiểm mà ngã hạ. Một trăm vị người hậu tuyển nhân số dần dần giảm bớt. Có người dần dần ở chỗ này xông ra tên tuổi. Tiêu Y chính là một cái trong số đó. Nàng vốn là trúc cơ kỳ, nhưng là sau khi đi vào, không đến 2 năm thời gian, thực lực đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh liền tiến vào kết đan kỳ. Không có người biết rõ Tiêu Y lai lịch, không biết rõ nàng đến từ phương nào, không biết rõ nàng có cái gì bối cảnh. Nàng độc lai độc vãng, bên người mang theo một cái con cọp màu trắng. Một người một hổ ở chỗ này xông xáo, không cùng người kết bạn, cũng không cùng người kết minh. Tiêu Y thực lực đột nhiên tăng mạnh, dần dần đưa tới chú ý của mọi người. Không ít người suy đoán tiêu y trên người có tuyệt thế bảo bối, mới có thể để cho nàng tại không đến trong hai năm thời gian bên trong, cảnh giới liên tục đột phá, thực lực không ngừng tăng lên. Rất nhanh, tiêu y liền trở thành những người khác mục tiêu. Tất cả mọi người nghĩ đến đánh bại tiêu y, đoạt lấy tiêu y bảo vật trong tay. Nhưng mà tiêu y rất giảo hoạt, rất nhiều người liên thủ vây đuổi chặn lấy đều để nàng đào thoát. Lần này, ba cái thánh tộc nữ tử phát hiện tiêu y, một phen giao chiến phía dưới, tiêu y không địch lại, chật vật mà chạy. Ba người theo đuổi không bỏ. Cầm đầu nữ tử trên mặt lộ ra vẻ đắc y, một bên đuổi theo, một bên hô to, "Tiêu Y, ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, giao ra bảo vật, ta có thể tha ngươi vừa chết." Tiêu Y quay đầu lại, đối chọi gây gắt hô hào, "Ngươi bây giờ quỳ xuống đến, cung tiễn ta ly khai, ta có thể tha cho ngươi một mạng." "Không phải vậy, chờ sau đó đưa ngươi đi đầu thai." Bất quá như ngươi loại này ác độc sử lậu nữ nhân, Diêm Vương cũng không dám thu. Biết tại sao không? Bởi vì ngươi quá xấu. Diêm Vương nhìn đều phải đem bữa cơm đêm qua phun ra. Nhìn thấy tiêu y tại loại này tình huống phía dưới còn như thế phách lối, cầm đầu nữ tử tức giận tới mức giơ chân, bén nhọn thanh âm quanh quẩn, a à. Miệng lưỡi bén nhọn, ta lát nữa nhất định phải xé miệng của ngươi. Tiêu y tại tuyệt phách liệt viên nơi này dương danh một cái khác nguyên nhân chính là nàng miệng. Mắng lên người đến, xảo trá tàn nhẫn, không lưu tình chút nào, luôn có thể đem nhân khí đến một Phật xuất khiếu hai Phật thăng thiên. Nương tựa theo há miệng, tiêu y ở chỗ này cơ hồ trêu chọc tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người cũng đối nàng hận thấu xương. Tiểu Bạch tốc độ rất nhanh, mang theo tiêu y tại trên thảo nguyên phi nước đại, như là như thiểm điện phi nhanh, đằng sau ba cái thánh tộc nữ tử tốc độ đồng dạng không kém, xích sao đuổi theo. Một trước một sau, rất nhanh, rừng rậm đang ở trước mắt. Ba cái thánh tộc nữ tử nhãn tình sáng lên, cầm đầu nữ tử lần nữa hét lớn, tiêu y, ta xem ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu đây. Đến rừng rậm, ngươi linh sủng còn có thể duy trì nhanh chóng như vậy độ sao. Tiêu y quay đầu lại, phách lối nói, chớ cùng lấy đến, cùng đi theo, các ngươi chờ lấy khóc đi. Đây là trắng trợn khiêu khích, tức giận đến cầm đầu nữ tử lại một lần nữa gầm thét liên tục. Nhìn thấy tiêu y vọt vào rừng cây biến mất, nàng hét lớn một tiếng, tốc độ lần nữa tăng tốc, đừng trốn. Nhưng mà nàng vừa mới tiến đến, bỗng nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sợ tè ra quần. Một cái hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống, cháy hừng hực hỏa diễm, kinh người uy áp, nhường ba cái thánh tộc nữ tử cảm thấy bầu trời mặt trời rơi xuống. Vội vàng phía dưới, ba người chỉ có thể riêng phần mình ngăn cản. ầm ầm, to lớn bạo tạc, đất trung núi chuyển, ánh lửa ngút trời, to lớn khói đặc che lấp bao phủ nơi này. ba cái thánh tộc nữ tử bị ép từng người tự chiến, trận hình đại loạn. cuồng cuồng khói đặc loại này, bỗng nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. nghe được là đồng bạn kêu thảm, cầm đầu nữ tử quá sợ hãi, kinh hoảng kêu, sao, thế nào? không có việc gì, không có sao chứ? nói chuyện a? trên người nàng khí tức tăng vọt, rõ ràng là kết đang trung kỳ bảy tầng cảnh giới khí tức bộc phát nhấc lên vô hình ba động như là gió lốc đồng dạng quyển thổi chung quanh khói đặc ngay tại lúc cái này thời điểm lại là hết thảm một tiếng một đồng bạn khác cũng gặp bất trắc cầm đầu nữ tử sắc mặt lần nữa đại biến nhìn xem chung quanh tối tăm mờ mịt thấy không rõ 10 mét bên ngoài tình huống linh thức cũng tìm kiếm không đến bất kỳ tình huống nhưng nàng như là mù lòa nàng sinh lòng thoái y nghĩ đến trước tiên lui ra rừng rậm lại nói nhưng mà bỗng nhiên một đạo bạch ảnh hiện lên một cái màu trắng mảnh hổ theo cây cối về sau đập ra tới. Sắc bén hổ trảo, thân thể cao lớn, như là roi sắt đuôi hổ, trong nháy mắt cho nàng mang đến áp lực cực lớn. Nữ tử hét lớn một tiếng, khí tức lại một lần nữa bộc phát, nghiệt xúc lăn đi. Mặc dù là nữ nhân, nhưng thân là thánh tộc người, lực lượng cường hãn nhường nàng không sợ hãi, không có đem bạch hổ để vào mắt. Bành! Nàng ngạnh kháng bạch hổ một cái, nhìn thấy bạch hổ gào lên một tiếng, bay rớt ra ngoài, trùng điệp đụng tại trên cây. Trên mặt nàng lộ ra chế dẻo, Súc sinh cũng dám chọc tới ta. Bất quá, sau một khắc, nụ cười của nàng động lại. Một vòng màu lam tại trong bụi mù thoáng hiện, một thanh trường kiếm giống như rắn độc xuất hiện, hướng về phía nữ tử lộ ra răng độc. Tiêu Y vuốt một cái cái trán mồ hôi trên trán, than dài một hơi. Tiếp lấy hết sức quen thuộc tại ba người trên thi thể vơ vét một phen, hô một tiếng, Tiểu Bạch, đi. Tiêu Y cử Tiểu Bạch cấp tốc biến mất ở chỗ này, chạy đến mấy ngàn dặm bên ngoài, tìm cái chỗ trốn bắt đầu. Nơi này thật sự là nguy hiểm a. À? tranh thủ thời gian viết chiến đấu tâm đắc. Tiêu y thở dài một tiếng, tiếp lấy xuất ra một chi màu trắng bạc bút lông cùng màu vàng kim cuốn vỡ. Dùng đầu lưỡi liếm liếm bút lông, sau đó tại màu vàng kim cuốn vỡ trên bắt đầu viết. Theo tiêu y không ngừng đặt bút, trên người nàng khí tức dần dần cuồn cuộn, như là nấu nước sôi đồng dạng sôi trào, cả người tản ra quang mang nhàn nhạt, tựa như một khối sáng lên ngọc thạch. Theo thời gian trôi qua, tiêu y khí tức không ngừng kéo lên, tại tiêu y viết xong một chữ cuối cùng về sau, nàng khí tức nhảy lên tới đỉnh điểm, nàng cũng nhắm mắt lại một ngày một đêm thời gian trôi qua, tiêu y mở to mắt. Cảm thụ chính một cái tình trạng, trên mặt lộ ra nét mừng, nhảy lên một cái. Hướng về phía bầu trời vung vẫy nắm đấm, hưng phấn gào thét, ha ha, kết đan sáu tầng, một tay trấn áp đại sư huynh, chân đá nhị sư huynh thời gian không xa. Bỗng nhiên, một cổ hàng y xông lên đầu, tiêu y lạnh lùng run rẩy một chút. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo giết ra chương đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 799, đắc tội hai vị sư huynh, hôm nay sập. Tiêu Y run rẩy một chút, nàng run run thân thể, lẩm bẩm, kỳ quái, làm sao lại rét run? Ta ở chỗ này xem chừng nói một chút đều không được a. À. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh lỗ tai không có như vậy linh a. Ta cũng không tin, ta lại muốn nói. Một tay trấn áp đại sư huynh, chân đá nhị sư huynh, ngô, đúng, muốn đá nhiều mấy cước nhị sư huynh, hắc hắc. Tiêu Y chống nạnh, cười đắc y bắt đầu. Dựa vào cái gì muốn đá nhiều ta mấy cước? Bỗng nhiên, một cái bất mãn thanh âm sau lưng Tiêu Y vang lên tiêu y cả người ngây người, lạnh cả người, huyết dịch ngưng kết. Tiêu y toàn thân cứng ngắc, nàng như là con rối, chật vật quay đầu lại. Sau lưng, áo trắng đại sư huynh, phóng khoáng suốt trần. Áo lam nhị sư huynh, tuấn lãng tiêu sái. Hai người đứng sóng vai, dù là nơi này không có mặt trời, vẫn như củ nhường tiêu y cảm thấy kim quang lóng lánh, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Đại sư huynh ánh mắt như là băng lãnh trường kiếm, nhị sư huynh nụ cười như là nóng bỏng ánh nắng. Băng lãnh trường kiếm có thể có thể xuyên thủng linh hồn của nàng, Nóng bỏng ánh nắng có thể hòa tan thân thể của nàng. Tiêu Y con mắt lúc này liền đỏ lên. Đại sư huynh, nhị sư huynh, ta rất nhớ các ngươi. Tiêu Y mắt to nháy mắt, nước mắt lập tức gâu gâu mạo đi lên, đáng thương như vậy. Cái này thời điểm giả ngu bán manh chuẩn không sai. Tiêu Y như là một cái cùng thân nhân mất đi liên lạc, một mình ở bên ngoài sông sáo, chịu nhiều đau khổ tiểu hài tử đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh nụ cười hòa ái, như là một vị ánh nắng huynh trưởng, ấm áp có yêu, nói, đừng khóc. Nói một chút, tại sao muốn đá nhiều ta mấy cước? Là ta so đại sư huynh soái nguyên nhân sao? Có thế đừng đề cập cái này sao? Tiêu Y trong mắt nước mắt càng nhiều. Trong nội tâm nàng hối hận, vừa rồi thân thể rét run về sau, liền không nên nói tiếp câu nói kia. Đây không phải phạm tiện sao? Hiện tại tốt, nhưng hai vị sư huynh nghe được rõ ràng, chết chắc a. À. Tiêu Y trong lòng kêu thảm. Tiểu Bạch đây. Ghê tẩm tiểu Bạch, nói xong làm hộ pháp cho ta, vì cái gì đến bây giờ cũng không có kích một tiếng? Bất quá khi Tiêu Y ánh mắt tìm tới Tiểu Bạch về sau, trong nội tâm nàng trách tội không nổi. Tiểu Bạch lúc này ghé vào nàng nhị sư huynh dưới chân, kẹp lấy cái đuôi, cúi đầu. "Nhị sư huynh, ta rất nhớ ngươi." Lữ Thiếu Khanh tiếp tục cười, "Thật sao? Đến, ta cho ngươi đá mấy cước, như thế nào?" Xong, lòng dạ hẹp hòi nhị sư huynh ghi hận. Tiêu Y lúc này ngược lại nhìn qua kế ngôn, "Đại sư huynh." Kế ngôn cũng là lộ ra nụ cười, một tay trấn áp. "Thực lực ngươi rất mạnh nha." Xong đời tiêu y bỗng nhiên cảm giác được trời sập cái thế giới này đã không có bất kỳ hy vọng cái thế giới này vẫn là hủy diệt đi mang thù đại sư huynh so nhị sư huynh càng đáng sợ tiêu y thuần thục gạt ra nụ cười định nọc cười làm lành đại sư huynh ta là tại nói hô nói vượng lữ thiếu khanh gật đầu biểu thị khẳng định nói đúng vậy a à, nói hai lần tuyệt đối là nói hô nói vượng tiêu y khóc a à, lòng dạ hẹp hòi nhị sư huynh còn tại đổ thêm dầu vào lửa tiêu y nhìn qua hai vị sư huynh nàng biết mình nói đến lại nhiều cũng là giảo biện bị hai vị sư huynh nhớ thương nàng tương lai một mảnh hắc ám tiêu y cũng không cãi chày cãi cối nàng thuần thục sử xuất thiên ngự phong tổ truyền kỹ năng đại sư huynh nhị sư huynh các ngươi như thế nào đi vào nơi này tiêu y ánh mắt tại hai cái sư huynh trên thân vừa đi vừa về tuần sát nồng đậm hiếu kỳ kế ngôn cùng lữ thiếu khanh tại yến châu liền tách ra tiêu y vẫn là cùng lữ thiếu khanh cùng đi đến hàng tinh nơi này nhưng phía sau rơi xuống đất thời điểm tách ra nàng mơ hồ bị chọn làm thánh nữ người ứng cử đưa đến nơi này tới lữ thiếu khanh chỉ vào tiêu y cười nói ngoan khác nói sang chuyện khác nói cho ta tại sao muốn nhiều đá ta mấy cước tiêu y vẽ mặt cầu xin cười làm lành nhị sư huynh đừng nói nữa ta sai rồi quá khó khăn tại nhị sư huynh trước mặt tự mình điểm ấy tâm tư nhỏ căn bản không gạt được hắn không có lữ thiếu khanh nghiêm túc lên ngươi làm sao lại sai đây ngươi nhưng là muốn tay đánh đại sư huynh chân đá nhị sư huynh tồn tại a à? Thế gian này ngươi ngưu bức nhất, ngươi làm sao có thể có lỗi? Có lỗi chính là hai người chúng ta, bị toàn bộ thánh địa truy sát, cũng phải đem tính mạng ném sau óc đến đây cứu ngươi. Hai người chúng ta thật đáng chết, lại tới đây, chẳng những quái rầy ngươi tu luyện, còn nghe được không nên nghe, đúng không? Tiêu Y đầu lắc giống trống lúc lắc, cổ đều nhanh giao đoạn mất. Nhị sư huynh, lòng dạ hẹp hòi, cùng hắn dây dưa tiếp, sẽ chỉ làm tự mình thảm hại hơn. Tiêu Y vội vàng hướng kế ngôn thừa nhận sai lầm, đại sư huynh, ta sai rồi tùy tiện đại sư huynh trừng phạt. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh làm lên âm dương đại sư, ai nha, là nhị sư huynh thật là thảm. Cũng bị người dùng chân đá, hiện tại trực tiếp bị không đế ý đến. Tiêu y muốn cho tự mình hai bàn tay, vội vàng bổ cứu, đại sư huynh, nhị sư huynh, lần này là sư muội nói sai, mong rằng hai vị sư huynh trách phạt. Bất quá, cái này địa phương gọi tuyệt phách liệt uyên, nghe nói rất nguy hiểm, không bằng trước rời đi nơi này lại nói, như thế nào. Tiêu y lặng yên không tiếng động lần nữa nói sang chuyện khác cái này thời điểm, không tranh thủ thời gian chuyển di hai vị sư huynh lực chú y, chờ chết đi. Lần này chủ đề chuyển di thành công, Lữ Thiếu Khanh vỗ đầu một cái, chỉ vào tiêu y nói, sau khi trở về mới hảo hảo thu thập ngươi. Tiêu y nhẹ nhàng thở ra, lúc này xem như tạm thời vượt qua kiểm tra. Sau khi trở về, bán cái manh cái gì, hết thảy vạn sự đại cát. Nhưng mà bỗng nhiên kế ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh thần sắc nhất định, ánh mắt rơi vào phương xa. Lữ Thiếu Khanh chửi ầm lên, hỗn đảng A, thuốc cao da chó đuổi theo tới. Nơi xa, kiếm ngũ cùng thôi chương minh mang theo đại đội nhân mã mênh mông đung đưa giết tới. Tiêu y nháy mắt mấy cái, sao lại tới đây nhiều người như vậy? Tiêu y nhìn qua hai vị sư huynh, bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi Lữ Thiếu Khanh nói bị thánh địa truy sát. Nàng lúc ấy còn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh là cách nói quyết đại, hiện tại xem ra, tự hồ là thật. Tiêu y trong lòng đã cảm động lại hổ thẹn. Hai vị sư huynh vì mình cam nguyện mạo như thế lớn hiểm. Tự mình ở chỗ này nói đến đây nhiều hỗn trướng lời nói. Tiêu y hỏi kế ngôn, đại sư huynh, bọn hắn là địch nhân sao kế ngôn gật đầu xem như thế đi hắn không sợ hãi trong mắt lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc phía sau vô khâu kiếm phát ra ông ông thanh âm trong chốc lát chiến y tận trời chuẩn bị chiến đấu đi tiêu y nhìn phía xa bay lên không mà đến đám người đằng đằng sát khí thanh thế to lớn cảm giác áp bách mạnh mẽ xa xa liền truyền tới mặc dù để cho người ta sợ hãi nhưng là tiêu y trong lòng hào khí tỏa ra hừ ta có hai vị sư huynh ở bên người các ngươi những này ma tộc người tới lại nhiều cũng là đưa đồ ăn. Các ngươi những này ma tộc khẳng định còn không biết rõ hai ta vị sư huynh lợi hại. Tiêu Y hướng về phía nơi xa đánh tới ma tộc, dùng sức quơ nắm đấm, hừ, chỉ là ma tộc, làm thịt ánh sáng các ngươi. Thật là chí khí, Lữ Thiếu Khanh cười lạnh thanh âm vang lên, ngươi lợi hại như vậy, bọn hắn liền giao cho ngươi, lên đi, anh hùng. Con a. Ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a? Chương 800, một người tốt. Tiêu Y lại một lần nữa vẽ mặt cầu xin khiếp đảm e sợ nói nhị sư huynh ta ta đánh không lại đánh không lại lữ thiếu khanh kinh ngạc ngươi mới vừa rồi còn nói một tay đánh chết đại sư huynh một chân giẫm chết ta cái này nhị sư huynh ngươi ngư bức như vậy đánh như thế nào bất quá tiêu y một hơi kém chút lên không nổi ta bất quá là nói đùa còn có cái gì đánh chết giẫm chết ta nói qua sao chớ nói lung tung được hay không lòng ta rất hoảng tiêu y không khỏi hướng kế ngôn bên người tới gần Đại sư huynh mặc dù rất nghiêm khắc, nhưng sẽ không dày vò người. Nhị sư huynh lại khác biệt, dày vò lên người đến để cho người ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Hiện tại nhị sư huynh rất nguy hiểm, ta phải trốn xa một điểm. Tránh cái gì? Lữ thiếu khanh quát, cái này đây cũng là bởi vì ngươi, từ ngươi đến giải quyết. Cái này chuyện không liên quan đến ta a. À? Tiêu y trong lòng ủy khuất chết rồi, ta cái gì cũng không biết rõ. Tiêu y lần nữa khiếp đảm e sợ y đồ giải thích, nhị sư huynh, bọn hắn bọn hắn chuyện không liên quan đến ta. Khẳng định là ngươi nhị sư huynh treo chọc tới phiền phức. Cái gì chuyện không liên quan tới ngươi? Nếu không phải vì chờ ngươi đột phá, bọn hắn sẽ tìm được nhóm chúng ta. Tiêu y minh bạch. Nguyên lai là vì đợi nàng đột phá, mới làm trễ nải thời gian. Trong nội tâm nàng cảm kích sau khi, cũng là ấy nấy không thôi. Tự mình vẫn là cho hai vị sư huynh thêm phiền phức. Tiêu y vấn đạo, nhị sư huynh, tiếp xuống làm sao bây giờ? Trao trộn. Lữ thiếu khanh tức giận, đợi chút nữa đánh không lại, đầu hàng đi. Đầu hàng. Tiêu y trong lòng một trăm cái không tin. Nàng nhị sư huynh nhìn từ bề ngoài gan nhỏ sợ chết, kỳ thực tâm cao khí ngạo. Trên thế giới này, có thể bị hắn để mắt người ít càng thêm ít. Cho dù là lớn hơn nửa tuyệt cảnh, nhị sư huynh cũng sẽ không đầu hàng. Lữ thiếu khanh cho mày, lúc này khá là phiền toái. Đối phương khí thế hung hung, nhân số đông đảo, những người khác thật cũng không sợ. Vấn đề là trong đó trộn lẫn lấy kiếm ngũ cái này nguyên anh chính tầng cao thủ, kiếm ngũ khí tức trầm ổn nặng nề cùng khí tức phù phiếm có thể xưng hàng lẫm thôi chương minh không đồng dạng lữ thiếu khanh có dũng khí khẳng định kiếm ngũ tuyệt đối là lần này khó dây dưa nhất đối thủ bọn hắn muốn thuận lợi ly khai nhất định phải giải quyết trước mắt nhóm người này mới được không phải vậy tại xuyên thẳng qua thời điểm bị đối phương đến trên một cái không gian trung chuyển nhẹ thì sẽ giống trước đó đồng dạng xuyên thẳng qua tại không gian loạn lưu bên trong cuối cùng may mắn đi vào hàng tinh nặng thì sẽ bị không gian loạn lưu xé nát liền chết cũng không ai biết rõ sư phụ muốn vì bọn hắn nhặt xác cũng làm không được. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt xuống trên người kế ngôn, bất quá rất nhanh liền thở dài. Kế ngôn chú y tới Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, không vui nói, ta có thể làm. Ngươi đi cái rắm, ngươi thụ thương xong chưa? Còn có, ngươi bây giờ so ta còn yếu. Ta đi. Bên cạnh tiêu y lập tức vểnh tai, nội tâm giấy lên hừng hực bát quái chi hỏa. Nhị sư huynh mạnh mẽ lên sao? Rốt cục muốn phía trên đại sư huynh sao? Giữa hai người xảy ra chuyện gì? Dị sư huynh mạnh lên, đại sư huynh trở nên yếu đi. Giữa hai người hội công thủ trao đổi sao? Tiêu y trong lòng không hiểu hưng phấn, nếu không phải thời cơ không đúng, nàng nhất định phải dắt hai vị sư huynh quần áo hỏi thăm rõ ràng. Bất quá nàng ánh mắt vẫn là sáng trực nhìn chầm chầm hai vị sư huynh, y đồ theo hai vị sư huynh trên thân nhìn ra chút gì tới. Lữ thiếu khanh phát giác được tiêu y ánh mắt, ánh mắt hung hăng, làm gì? Ngươi đầu óc heo lại biến vàng sao? Tiêu y vội vàng cúi đầu, lên tiếng cũng không dám thốt một tiếng hiện tại nhị sư huynh rất đáng sợ, tuyệt đối không nên tùy tiện lên tiếng. Ha ha! Thôi chương minh tiếng cười xa xa truyền đến, nhân tộc gian tế, bây giờ nhìn ngươi có thế trốn nơi nào? Hắn hai tay chắp sau lưng, ngự không mà đến, sau lưng thôi ra đám người thi triển thủ đoạn, các loại phi hành đạo cụ hoa mắt, khí thế hùng vĩ. Kiếm ngũ ngự kiếm mà đi, sau lưng kiếm gia mưa loan gia đều nhịp ngự kiếm phi hành, kiếm khí tung hoành, lưu quan lấp lánh. Kiếm ngũ cùng thôi chương minh một ngựa đi đầu, lại một lần nữa rơi vào kế ngôn cùng lữ thiếu khanh trước mặt đi theo phía sau đám người gạt ra, nửa bao quanh bọn hắn. Thôi chương minh cười lạnh liên tục, một canh giờ, cũng là trốn được thật mau, đáng tiếc a, à, nơi này là tuyệt phách liệt uyên, các ngươi xông tới, như là xông vào lòng bên trong con ruồi, rốt cuộc trốn không thoát. Thôi chương minh ánh mắt bỗng nhiên xuống trên người tiêu y. Kiếp đảm e sợ bộ dạng, có mấy phần đáng yêu, một đôi lớn ánh mắt lớn, lóe lên lóe lên, lộ ra hiếu kỳ, linh động có thần. Thấy qua vô số người thôi chương minh, biết thấy đạt được tiêu y bất phàm. Đây là một khối thượng đẳng mỹ ngọc, chỉ là xem bề ngoài liền có thể cảm giác được đây là một cái căn cốt thiên phú đều tốt thiếu nữ. Thôi Chương Minh chỉ vào Tiêu Y, không khách khí vấn đạo, tiểu nha đầu này là ai? Tốt phách lối lão gia hỏa. Tiêu Y cẩn thận nghiêm túc hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, hắn là ai? Một người tốt. Người tốt? Tiêu Y không thể tin được, dạng này lão gia hỏa là người tốt. Đã nhị sư huynh nói hắn là người tốt, đó chính là người tốt. Tiêu Y nhu thuận trả lời, ta gọi Tiêu Y là sư muội của bọn hắn. Cùng đi theo tới đây Đàm Linh thân thể chấn động, trong con ngươi lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Đây mới là nhất định phải tiến vào tuyệt phách liệt uyên nguyên nhân sao? Ngàn dặm xa xôi, không tiếc bốc lên bị thánh địa truy sát nguy hiểm, tiến vào tuyệt phách liệt uyên, chính là vì tìm kiếm sư muội. Nhưng là, trong lòng tại sao có thể có chua chua cảm giác? Bên cạnh thời cơ kinh tháng không thôi, càng phát ra sùng bái, Lữ Thiếu Khanh đại nhân thật lợi hại, vì sư muội, bốc lên như thế lớn nguy hiểm tiến đến. Nhưng là, hắn hiện tại đã không đường có thể trốn đây không phải ly trí làm phép thời liêu lại không đồng ý cách làm như vậy thời cơ tức giận lại quay một cái thời liêu đầu y của ngươi là ta gặp phải nguy hiểm ngươi sẽ không tới cứu ta đúng không thời liêu gãi đầu ta không phải y tứ này y của ta là rõ ràng còn có thể nghĩ đến tốt hơn biện pháp tiêu y bên này báo chính trên thân phận lập tức cảm giác được vô số sát y nàng giật nảy mình nhìn thấy người chung quanh nhìn chằm chằm nàng ánh mắt tràn đầy sát y chuyện gì xảy ra Thôi chương minh ánh mắt đột nhiên lạnh, tốt, lại một cái nhân tộc gian tế, thế mà còn muốn lấy trở thành thánh tộc thánh nữ. Nhân tộc, quả nhiên là lòng lan dạ thú, đáng chém. Nếu là thánh tộc tuyển một cái nhân tộc là thánh nữ, thánh địa nơi này chuẩn bị bị người chê cười 10 vạn năm đi. Tiêu y trong lòng sợ hãi, nhân tộc thân phận bị phát hiện rồi. Nàng không minh bạch, nhìn qua lữ thiếu khanh, trong lòng nghi hoặc biểu hiện tại trên mặt, trong mắt to mang theo mê mang nghi hoặc, nhị sư huynh, ngươi không phải nói hắn là người tốt sao? Tại sao có thể như vậy? lữ thiếu khanh nói đương nhiên là người tốt a à, bọn hắn thôi gia cho ta hơn 3.000 vạn mai linh thạch đây không phải người tốt ai là người tốt tiêu y khó có thể tin trừng to mắt siêu giải trí bút không quá im ba không vào học viện không liếm gái nhiều chương đọc bao ok